Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về đàn bò mới nhé. Toàn hàng gây lái đẳng cấp luôn nhé. Đây em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo. Nếu bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, thực sự là ở chuồng hôm nay thì còn tất cả là 6 con ở đây. Nhưng mà thực tế là em cũng bán 3 con rồi. Còn mỗi là con hai con Angus và một con Barbie chửa nhé. Em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo này. Đấy, con này thì là con bò tơ nhé, chửa lứa đầu tiên. Đấy, hàng gây lái rất là đẹp luôn nhé. Em quay chi tiết để các bác xem này. Đấy, chân móng của nó nhá, móng sò đẹp này. Đấy. Đấy, bầu sữa của nó đã buông rồi nhé. Con này là chửa là 7 tháng hơn rồi nha các bác nhé. Đấy, lối rất đẹp luôn, không một lỗi vết gì luôn. À, quăng quấy chuẩn hết nhé. Đấy, đây, con Angus đẹp long lanh luôn nhá. Đấy, con này thì khung tảng của nó rất là to này. Đấy, em quay để chi tiết để các bác xem từng con để các bác tham khảo này. Đây, em quay cho con 3B cho nó chi tiết cho hết đã nhé. Đấy, chân móng này, móng sò đẹp nhá. Thật sự con bò này thì ngày mai của nó cũng rất là tầm đại luôn các bác nhé. Đấy, bò tơ chửa lứa đầu tiên, hàng gây lái đẳng cấp luôn. Mông to, háng rộng đấy. Riêng hàng giống là em tuyển chọn, các bác biết là những con bò mà đã tuyển chọn gây lái cho các bác là phải mông to, háng rộng đấy, thì về các bác chăn nuôi nó mới dễ đẻ nhé. Đây, con này khoang quấy đều chuẩn hết này. Đấy, bốn vú dành nhá, không một lỗi vết gì luôn. Đấy, con này thì chiều cao nó tầm cỡ gần 1,4 m nhé. Đấy, rất là tầm đại luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Nó cỡ 4 trên 4 tạ hơi nhé, đẹp long lanh luôn. Đấy, đây, con này chửa rất là to rồi. Bầu sữa buông này các bác này. Đấy, con này thì có giá là 40 triệu nhé, bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé. Hàng rất là đẳng cấp luôn, đẹp không lỗi vết. Đây, con thứ hai này. Đây là con số 1 nhé. Đây là con 3B là số 1 này, con số 2 này. Đấy, đây là con Doctor nhé các bác nhé. Đây em quay rất là chi tiết để cho các bác xem và tham khảo này. Đấy, đấy. Mông rất to luôn nhé. Đây, chân móng này, móng sò đẹp này. Đây, anh đuổi cả con kia ra nữa cho bác nào xem cả hai con, nếu mà yêu thích hàng nào. Đi không? Hai con này thì chuồng hơi chật, này là rất là nhiều bò cho nên là mai em phải chuyển bớt đi. Đấy, hai con bò Doctor này nhá, con Angus, con Doctor. Đấy, toàn hàng gây lái rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây, con này đều chiều cao nó rơi tầm cửa 1,2 m hết rồi nha các bác nhé. Toàn hàng đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, đuổi hai con này ra đây cho các bác nhìn cho nó chi tiết. Đấy,
rất là đẹp luôn nhé. Đôi này thì chiều cao nó đều tầm cỡ 1m2. Hai con này thì gia đình người ta chuyên thả cho nên là nó cũng không được mập cho lắm. Nhưng mà về bác nào mà chăn dòng này thực sự là rất là dễ nuôi luôn. Phùng tảng rất to rồi. Đấy, những cái dòng này về các bác chăn thời gian nữa là lên giống nhá. Chăn vài tháng nữa là rất là đẹp luôn. Đôi bò rất là tầm đại luôn này. Đấy. Đây, em quay cho các bác xem hai con bi. Đấy. Còn hai con bi này và một con bò ba bi này nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Thực sự là con ba bi rất là đẳng cấp luôn nhé. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em bắt con bò này nhé. Còn đôi bi này thì rất là khuôn tiền, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, còn con nữa này. Đi con. Ít. Đây con bê này. Toàn hàng phung tảng rất là to. Nay mai các bác nuôi con này thì còn nó mập lên một chút là rất là thích luôn. Đó, con này thì nó rơi tầm cửa 235 cân nhé. Đấy, 235 đến 240. Đấy, rất cao trường dài. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn nhé. Đấy, khung sát rất là to luôn. Những cái dòng này về các bác còn nuôi thì rất là nhanh lớn, vì bản là người ta chăn nó rất bình thường, cho nên về các bác nuôi chăn tốt một chút là nó rất là nhanh lớn. Đấy. Đây một con này này, ăn gút này. Ui, ra ngoài các bác nhìn. Đây nhá. Ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả hai con này nhá. Hai con này nếu bác nào lấy tất em lấy bằng 46 triệu. Đấy, rất là hợp lý luôn nhá. Đấy, bác nào mà nhanh tay thì lấy được đôi bò này nhá. Đấy. 46 triệu. Cả đôi. Đấy, rất hợp lý luôn nhá. Bác nào mà thiện chí thì điện thoại trực tiếp cho em bắt hai con này. Đấy, bao ship 100 cây nhá. Còn bác nào ở xa hơn thì tính sau. Đấy. Rất là đẳng cấp luôn. Đấy, toàn hàng gây lái đẳng cấp này. Đấy, bắt những con bò giống như này về các bác nuôi lâu dài thì rất là thích luôn này. Đấy, một con Angus, một con Doctor nhá. Đấy, toàn hàng gây lái đẹp. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Còn con Angus đẳng cấp này thì thực sự là cũng có một bạn đã nhận lời mua rồi, cho nên là em vẫn bạn ấy mai em mới chuyển đi được, cho nên là không báo giá cho các bác. Đấy, em cũng đã bán rồi, cũng con này là mai em mới chuyển đi. Đấy, một con Angus này và đây, con này thì có chữa là gần 8 tháng. Đấy, con Angus siêu đẹp. Đẳng cấp nhỉ. Con này thì đã đẻ một lứa rồi nhé các bác nhé. Đấy, nó thuộc về hàng gọi là siêu VIP luôn. Đấy, riêng em hàng giống là phải đẳng cấp, con nào cũng vậy. Bắt những cái con bò giống nhìn đã ưng ý luôn rồi các bác này. Đấy. Đẻ một lứa nhá. Đẹp tuyệt vời luôn. Này. Hai con, một con Doctor và một con Angus nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích thì liên hệ trực tiếp cho em này. Hai con bò này là bằng 46 triệu này. Đấy, ưu tiên cho bác nào lấy tất cả hai con nhé.
Đấy. Bác nào mà nuôi thì nên lấy tất cả đôi này thì nó sẽ thứ nhất là nó hợp lý tiền và hai là nó rất là phù hợp, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Là con 3B chửa đấy nhá. Con này là con số 1 này. Đấy, con này em báo giá là bằng 40 triệu bao ship 100 cây nhá. Chửa là hơn 7 tháng. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng nào thì điện thoại trực tiếp cho em này. Không?